lão tử nói họa là chỗ dựa của phúc phúc là nơi ẩn nấu của mối họa đang rình rập trong phúc có họa trong họa có phúc nói cách khác chuyện tốt và chuyện xấu là có thể chuyển hóa cho nhau và dưới một điều kiện nhất định phúc có thể cải biến thành họa mà họa cũng có thể cải biến thành phúc câu chuyện nhà vua và cận thần ngày xưa có một nhà vua rất thích đi săn bắn một lần nọ nhà vua được dâng tặng một con ngựa tốt nhà vua tỏ vẻ vui thích đắc ý liền cưỡi con ngựa đó đi săn chẳng may con ngựa chứng kia hất văn nhà vua rớt xuống đất và bị thương đứt mất một ngón tay nhà vua rất đau buồn và hỏi người cận thần mà mình tin tưởng nhất đây có phải là điềm xấu hay không người cận thần trả lời đó là điều tốt hay xấu thì khó mà có thể nói trước được. Biết đâu, việc bệ hạ bị mất một ngón tay lại là điều tốt, thưa bệ hạ. Nhà vua nghe xong rất tức giận. Thật là lộng ngôn, ta bị mất một ngón tay mà nhà ngươi dám nói là tốt. Quân hầu, bắt giam hắn vào ngục. Một thời gian sau, nhà vua lại tiếp tục đi săn. Vì mãi mê đuổi theo một con nai, rồi ngày càng dấn sâu vào rừng rậm. Cuối cùng, nhà vua nhận thấy mình đã bị lạc điều tồi tệ hơn là ông bị thổ dân bắt làm vật tế thần nhưng trước khi tế thần họ nhận ra nhà vua bị mất một ngón tay không phải là một người đàn ông hoàn hảo để tế thần cho nên họ đã thả cho nhà vua về khi may mắn sống sót quay về nhà vua lập tức ra lệnh thả người quan cận thần và kể lại toàn bộ câu chuyện sau đó nhà vua mới hỏi người quan cận thần Nhà ngươi có oán trách khi ta bắt giam nhà ngươi vào ngục không?" Người cẩn thận trả lời. "Việc hạ thần bị bắt giam, âu cũng là chuyện tốt." Nhà vua hỏi, "Tại sao?" "Vì nếu như hạ thần không bị bắt giam vào ngục, thì chắc chắn hạ thần sẽ đi cùng với Bệ hạ trong chuyến đi săn đó, và người bị bắt tế thần linh chính là hạ thần. Cho nên, việc Bệ hạ được tặng một con ngựa tốt, tưởng là phúc" nhưng hóa ra lại là họa việc bệ hạ bị đứt mất một ngón tay tưởng đâu là họa nhưng hóa ra lại là phúc cũng giống như việc hạ thần bị bắt giam vào ngục tưởng đâu là chuyện xấu hóa ra lại là chuyện tốt trong phúc luôn tiềm ẩn mối họa trong họa lại ẩn chứa những điều may mắn phước lành